Mẹ ơi, nhưng chú ấy có đứng gần quầy không ạ? Có, nhưng mà chính mẹ là người trông mà. Moon, có phải mẹ hoa mắt không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ đưa cho con một quả băng dính tới, quả băng dính đây đi ạ. Bảo ơi, em còn giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Ui, chị Moon ơi, chị làm như nào mà hay đấy, làm được trò thuật này như kiểu cánh cửa thần kỳ của Doraemon ấy. Chắc chắn chuyện này là do chú thợ sơn làm. Hai mẹ con mình phải đi kiểm chứng xem trong nhà còn có băng dính đâu không. Bảo biến mất là bị cuốn vào trong quận băng dính này hay sao ấy. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh, chắc chắn mình sẽ cứu được em mà từ chưa có băng dính này. Ở đây có cát, trong khu nhà mình thì chỉ có thể là khu đất trống ở trong ngõ đúng không mẹ? Ừ, đúng rồi, nếu mà thế thì mình phải mau đi cứu em Bảo. Vâng ạ. Bảo ơi, con đâu rồi? Mẹ ơi, con nghĩ ở nơi này không ổn đâu. Hai mẹ con mình quay trở lại đi. Đứng lại. Cuối cùng hai mẹ con cũ sập bẫy của tôi.